Em xin chào cô chú anh chị nha. Thì hôm nay trên đường về nhà đó, em sẽ quay lại một đoạn con đường Tân Kỳ, Tân Quý, cái đoạn mà đã và đang được giải tỏa đó anh chị. Thì có một câu nói vui, đây là ngã tư con đường Bình Long và đường Tân Kỳ, Tân Quý nè anh chị ơi. Con đường này thì đang được giải phóng để làm bùng binh nha anh chị. Để vào đây em coi, để coi nha con đường này nó sao nha. Ở đây nó không có nói rõ về cái đoạn này anh chị, mà cái đoạn này thì đang được giải tỏa, một phần thì giải tỏa rồi để trả lại thi công cái bùng binh ở đây anh chị. Đây là bùng binh này anh chị. Hôm nay thì anh chị công nhân làm việc luôn ngày chủ nhật anh chị. Đây thì sau này cái đoạn này sẽ là một cái bùng binh nha anh chị. Sau này cống thoát nước anh chị nè, cái cống thoát nước làm vô tới đây luôn anh chị. Đây sau này thì cái cống thoát nước là nằm ở cái đoạn này nè anh chị, đó anh chị thấy không ạ. Và lại con đường này mở rộng vô rất là rộng nha anh chị. Thì có một câu nói vui vui nhưng mà thật nha anh chị. Người ta nói là sau khi giải tỏa đền bù thì một số người dân ở trên con đường Tân Kỳ, Tân Quý đổi đời anh chị. Thường thì giải tỏa đền bù thì họ mất đất, mất nhà, nhưng mà không, cái đoạn đường này nó lại ngược lại anh chị. Sau khi giải tỏa đền bù thì người dân họ có thêm tiền, người dân họ có thêm tiền anh chị, họ xây nhà, họ xây nhà lầu 2 tấm, 3 tấm và 4 tấm anh chị. Cụ thể như là cái đoạn đường mà chúng ta sắp đi ngang qua đây là cái đoạn đường mà người dân đã thay đổi, thay da đổi thịt. Cái đoạn đường mà thay da đổi thịt, nhà lầu mọc lên sau khi giải tỏa anh chị ha. Ở đoạn này thì người ta đã rào chắn là hết rồi nữa anh chị, rào chắn lại. Bên phía này là khu A của nghĩa trang Bình Hưng Hòa, nó thuộc giai đoạn giải tỏa 1, giai đoạn 1 của nghĩa trang Bình Hưng Hòa nha anh chị. Ok, mấy cái nhà này nè anh chị thấy là người ta đập sẵn hết rồi nè anh chị, đây đập sẵn hết rồi nha. Đây cái đoạn đường này nè anh chị, mai mốt là nhà đường họ làm vô tới đây anh chị nha. Đây anh chị nghĩ từ đây, từ đường vô đây thì khoảng là 6m, 6m chứ là 4m nữa, 10m anh chị nha. Đó, cái đoạn đường này là vô 10m anh chị. Đây là cái phần đường anh chị nè, đây là cái nhà, đây là cái phần xăng nhà họ nè anh chị, đây là cái phần cho xây ha. Đó. Như vậy thì tương lai chúng ta sắp có một cái con đường khá là rộng anh chị nha. Anh chị thấy không, sau khi giải tỏa xong thì chúng ta sẽ thấy một số căn nhà nó có đẹp mọc lên anh chị đó. Thì ở đây có một số căn nhà xây lâu rồi anh chị, nhưng mà cũng có một số căn nhà mới xây như cái nhà trước mặt chúng ta đây, khá là đẹp anh chị ha. Thì cũng nhờ vào việc cái giải tỏa mặt bằng cho nên là chúng ta có được một số căn nhà rất là đẹp, gần như là anh chị đi xa về thấy con đường thay đổi rất là nhiều. Và đặc biệt ở đây trong tương lai sẽ là một khu dân cư anh chị. Mảnh đất này đã được phân lô bán nền rồi, tương lai sẽ là một khu dân cư mới ha.
ở đây có một số căn nhà lầu mọc lên sau khi được giải tỏa anh chị, đây nè. Đó, thấy không? Có mấy căn nhà 3 lầu, 4 lầu mọc lên khá là đẹp anh chị. Đây, nhà một lầu, không, cái nhà này xây lâu rồi anh chị ơi, xây lâu rồi. Ở dưới đây có mấy căn nhà mới xây nè anh chị. Với lại là thì đường thì mới được giải phóng mặt bằng thôi, cho nên là họ đang trong quá trình xây dựng anh chị ha. Đây nè anh chị, ở đây có một số căn nhà mới xây nè, khá là đẹp ha. Đó, khá là đẹp. Bên đây cũng có một số căn nhà mới xây, khá là đẹp luôn ha. Đây có vài ba căn nhà nữa anh chị, vài ba căn nhà mới khá đẹp nha. Lúc này thì họ đã đền bù tiền xong rồi nha anh chị. Và người dân họ đang trong quá trình đập đi để mà xây sửa lại á. Đó, đây có một số căn nhà mới nè anh chị. Thì cái ồ, đập phải bay luôn cây xăng rồi anh chị ơi. Ở đây có một cây xăng nè anh chị. Cây xăng mà em thường hay đổ xăng ở đây thì bây giờ cũng bị đập luôn rồi. Đây là con đường cơn nước đen chạy ra đường Lê Thúc Phạch nha anh chị. Cơn nước đen chạy ra đường Lê Thúc Phạch rồi. Anh chị từng ở đây rồi thì anh chị biết cái đoạn này ngày xưa con Tài nghe kể lại cái đoạn này khá là nghèo anh chị. Trên đây là thuộc huyện Bình Chánh thì ở đây họ trồng hạt điều nè, rồi nói chung trồng cả những cây ăn trái là chính thôi. Không giàu bằng cái khu quận Tân Phú chị, không giàu bằng cái khu mà đường Tam Kỳ, Tân Quý, quận Tân Phú đâu. Mà bây giờ thì ngược lại rồi anh chị, bây giờ ngược lại nhờ làm nông cho nên là ở khu này diện tích đất khá là nhiều. Sau khi giải tỏa đền bù xong đó thì đất họ còn như anh chị thấy nè, những cái nhà này đập vô 8m đến 10m mà họ còn đất phía sau khá là nhiều luôn anh chị. Họ còn đủ để xây nhà, xây phòng trọ cho thuê nữa mà. Nên bây giờ đây họ khá là giàu có nhờ vào diện tích đất khá là nhiều anh chị. Ở đây có những căn nhà mà 2-3 lầu họ đang chuẩn bị xây dựng lên nè anh chị. Đây, khu này nè anh chị. Thì sắp tới đây, sau khi giải tỏa mặt bằng xong thì có rất là nhiều căn nhà mới. Đặc biệt là những căn nhà 3-8-4-8 sẽ mọc lên khu này anh chị ha. Như vậy cũng có thể nói rằng là người dân họ đã đổi đời. Từ việc ở một căn nhà cấp 3, cấp 4, bây giờ ở một căn nhà cấp 1. Khang trang, cao ráo, sạch sẽ.
Đây có những nhà mới đẹp anh chị nè. Đây. Chị thấy họ giờ vô trong khá là nhiều ha. Rồi, và trước mặt chúng ta là cái khu nhà mới luôn nè anh chị. Đây, khu nhà này mới xây luôn thấy không? Đó, khu nhà mới xây luôn nè. Đẹp không? Ồ, mảnh đất này anh chị, mảnh đất này. Rồi, mảnh đất này quá dài luôn anh chị ơi. Ồ, anh chị coi nè, mảnh đất đã không? Đây là 2 lô, 1 lô, 2 lô, 3 lô anh chị. Cái này là 3 lô luôn nè anh chị. Đất già ở phía sau luôn anh chị ạ. Ok, và đây là cái đoạn cuối của con đường Tân Kỳ Tân Quý rồi nè anh chị ơi. Trước mặt chúng ta chính là một cây cầu. Cái cây cầu này thì được xây dựng cũng khoảng là 6 năm rồi anh chị. 6 năm rồi. Nhưng vẫn còn nằm đây bởi vì chưa thể thi công được và do là mặt bằng ở đây chưa giải phóng xong. Cho nên là họ có thể chưa làm được cái chân cầu anh chị. Đây anh chị ha. Ồ, đây là cái cầu này anh chị, cầu này do họ chưa, hai bên chân cầu họ chưa trả nó mặt bằng xong, chưa trả nó mặt bằng cho đơn vị thi công. Họ tiếp tục làm công việc của họ cho nên là cái cầu này vẫn còn đứng đây. Ok, như vậy là trước mặt chúng ta đã là ngã tư của con đường Tân Kỳ Tân Quý và Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa. Rồi, video của em tới đây xin được kết thúc nha anh chị. Cảm ơn chị đã theo dõi video của em. Và đây là đoạn đường. Đây là con đường quốc lộ 1A rồi nè anh chị. Ok, em xin hẹn anh chị ở video tiếp theo nha. Video của em tới đây là kết thúc. Cảm ơn anh chị đã xem video. Chúc anh chị và gia đình của mình nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn luôn hạnh phúc nha anh chị ơi.